Trời đêm nay ở Alexandria, Virginia khá lạnh, nhưng những ngọn đèn Giáng sinh đang làm ấm lòng du khách. Thật là tuyệt vời và vui nhộn, mang lại niềm vui cho chúng ta, quá tuyệt. Ngôi nhà này với 380.000 bóng đèn rực rỡ được xem là một trong những địa điểm trang hoàng Giáng sinh đẹp nhất ở khu vực thủ đô. Màn trình diễn ánh sáng bằng máy tính và âm nhạc được dàn dựng bởi Bill Vaughan, một nhà thầu xây dựng có bằng cao đẳng nghệ thuật. Sân nhà tôi như một bức tranh sơn dầu, ánh sáng rực rỡ và tinh khiết, thật ưng ý. Thật không thể tin được. Chắc phải tốn nhiều thời gian lắm để thiết lập và đồng bộ hóa tất cả, thật tuyệt. Vaughan bắt đầu trang trí đèn thường niên hơn 20 năm nay, tự làm thủ công các hình thú và vật thể từ thép. Du khách có thể chiêm ngưỡng đèn Giáng sinh từ trên xe, trong không gian ấm cúng thư giãn với tiếng nhạc từ radio. Kể từ khi chúng tôi dọn đến ở đối diện nhà ông ấy, tôi đã cùng gia đình đến đây, và việc này giờ đã trở thành một thói quen. Ông Vaughan rất cảm động khi thấy màn trình diễn đèn để lại dấu ấn với nhiều người. Có một người mẹ đơn thân phải rất vất vả làm lụng kiếm sống nuôi đứa con trai nhỏ của mình. Cô ấy trải qua một ngày đầy chông gai và quyết định lái xe qua đây. Và cô cho biết cô đã vỡ òa trong niềm vui khi đi qua ngọn đồi và nhìn thấy màn trình diễn đèn của tôi. Và nói rằng cô cảm ơn Chúa vì tất cả những gì cô có. Ở đây, tại nơi được gọi là nhà của ông già Noel, dự kiến có khoảng 6.000 trẻ em sẽ ghé thăm 2 ngày trước Giáng sinh để kể cho ông già Noel nghe những điều ước và để được đi trên chiếc xe lửa thập niên 1940 này. George Barbary và gia đình ông đã trang trí mặt trước nhà theo phong cách cổ điển trong 30 năm nay. Càng làm nhiều, càng thấy nhiều niềm vui và nụ cười trên khuôn mặt của các em. Khi nhìn thấy ông già Noel nhảy lên vì mừng rỡ, tôi càng thêm hứng khởi. Barbary dành tình cảm đặc biệt cho những đứa trẻ có cha mẹ là quân nhân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài. Tôi cảm thấy thật buồn khi Giáng sinh là dịp gia đình tề tựu bên nhau, nhưng họ thì không. Họ phải xa nhà vì quê hương đất nước. Barbary là một Kitô hữu gốc Palestine đã sống ở Mỹ gần như cả đời. Đối với ông, Giáng sinh không chỉ là quà tặng. Sự ra đời của Chúa Giê-xu, Bethlehem và Jerusalem, sinh quán của tôi. Tôi cảm thấy vui vì mình đang làm điều gì đó tốt đẹp cho xã hội và cho bà con hàng xóm xung quanh đây.